Công cụ thứ 13 trong Thanh Toolbox đó là Blur Sharpen Tool. Blur tức là làm nhòe điểm ảnh, Sharpen là làm nét điểm ảnh, còn Smooth Tool là để di cái điểm ảnh đi. Đấy, ví dụ như khi mình chọn Blur này, nó sẽ làm mờ cái điểm ảnh đi. Đấy. Làm mờ thì kiểu nó sẽ như nào? Bây giờ mình kích vào này, nó sẽ mờ đi. Đấy, các bạn thấy nó mờ đi ạ. Đó. Cái mờ thế để làm gì? Ví dụ như là các bạn muốn chụp cận cảnh, chụp xóa phông mà bắt nét vào đây thì những cái đối tượng phía sau này sẽ bị mờ đi, mà cái ảnh gốc của bạn nó không có chức năng đấy. Bây giờ các bạn muốn là nó xóa được cái phông đi thì các bạn chọn chế độ Blur Tool. Khi mà các bạn chọn Blur Tool này thì các bạn có thể điều chỉnh strength, tức là cái độ mạnh của bút các bạn càng tăng lên thì cái tốc độ làm nhòe điểm ảnh nó càng nhanh thôi. Được chưa? Các bạn thích cái này, các bạn sẽ thấy này, nó sẽ bị mờ đi. Ok chưa? Đây, mờ này. Đấy, mở đi. Đấy. Các bạn thì điều chỉnh cỡ bút to hay nhỏ tùy tùy ý mình. Ok chưa? Thì bây giờ sẽ bắt nét vào đây, các bạn hiểu không? Tất nhiên là cái công cụ này nó chỉ được ở một cái giới hạn nhất định thôi, chứ không thể so sánh một cái bức ảnh xóa phông chuẩn với cả cái cách chế cái này được. Cái công cụ tiếp theo là sharpen, nhưng mà ở đây mình nói luôn đó là khi các bạn làm blur để nhòe điểm ảnh ra thì dễ, nhưng mà sharpen thì khó lắm. Nó chỉ gọi là được một chút xíu thôi. Còn nếu như các bạn dùng mạnh quá, dùng nhiều quá này thì nó bị lỗi điểm ảnh luôn. Đấy, các bạn thấy không? Lỗi luôn. Được chưa? Cho nên là chúng ta chỉ dùng blur thôi, chứ hạn chế dùng sharpen. Rồi, tiếp theo là cái smooth. Smooth này khá là hay, các bạn thích vào cái bút này thì các bạn thấy là các bạn có thể di điểm ảnh. Đấy, nó vừa nhòe và vừa di cái điểm ảnh. Ứng dụng làm gì thì vào bài tập mình nói sau. Nhưng mà cái này vì sao dùng khá hay đấy. Các bạn muốn làm những cái bóng lượn lượn dưới nước được chưa? Ừ.